Chủ nhật 4 phục sinh 5C. Chủ chăn nhân lành. À, vào thời buổi bạo lực, cái thời mà lòng nhân ái vị tha bị coi là xa xỉ, cái buổi mà người hiền lành khiêm tốn từ tâm, quảng đại bao dung bị xếp vào hàng lạc hậu, khờ khạo ngờ nghệch hay rộm đời, thì ý niệm nhân từ và hiền lành quả thực không biết có nên bàn tới hay không. Bởi rất khó bàn, vì trong xã hội thực dụng được xem như thổ đất lý tưởng cho bạo lực phát triển, người ta không còn muốn nghe bàn những chuyện không mang lại lợi nhuận, tiện ích, mà nhân ái từ tâm là mặt hàng hầu như ế ẩm, kiên định. Lỗi thời mãn tính, lạc cung thường xuyên và lệch nhịp cố hữu. Bởi rất khó bàn, vì người nhân lành ngày càng bị diệt bằng nhiều cách và trở nên quý hiếm đến độ không còn dễ gặp trong đời hình ảnh, dáng dấp những người hiền lành, nhân từ đích thực. Và hậu quả là một ngày không xa, người ta sẽ đánh mất ý niệm nhân lành. Nói cách khác, con người sẽ không còn gần gũi, quen thuộc, nhưng dần xa lạ với lòng nhân ái, tình yêu nhân loại của mình. Quả thực, chưa bao giờ bức tranh xã hội lại rực đỏ màu bạo lực như hôm nay. Bạo lực khắp nơi, từ tổ ấm gia đình đến học đường phố xá, từ trong đạo ngoài đời, từ tuổi trẻ đến tuổi già, từ học trò đến thầy cô, từ ngôn từ đến hành động, từ cách ăn nói đến cách ăn mặc, từ dáng đi đến kiểu lái xe. Tắt một lời, trong nhà ngoài ngõ, đâu đâu cũng thấy bóng bạo lực rình rập, đe dọa, và cuộc sống ngày càng bất ổn, bất an. Chính trong bối cảnh xã hội bạo lực đáng lo, đáng sợ, đáng buồn đang làm chúng ta thất vọng, Đức Giêsu đã sống lại và hiện diện giữa chúng ta. Ngài đã sống lại từ cái chết do bạo lực, sống lại từ cái chết được bạo lực thay nghén hình thành, cấu trúc, sống lại từ cái chết được tính toán và lập trình bởi những con người có trái tim rực lửa bạo lực của hận thù. Vâng, chính ghen ghét hận thù đã dẫn đến tư tưởng bạo lực, lời nói bạo lực, việc làm bạo lực, và bạo lực luôn mang đến hỗn loạn và chết chóc, trái ngược với bình an và sự sống là hoa trái tất yếu của yêu thương, nhân hậu, thương xót, bao dung. Đức Giêsu đã sống lại như một tử nhân lành để đàn chiên của Ngài không bị bạo lực của ghen ghét hận thù, hiện thân của ma quỷ khống chế sát hại. Tin mừng Gioan chương 10 cực tả chân dung một tử nhân lành. Ở đó có đối kháng gắt gao, có chiến tuyến rõ rệt giữa Đức Giêsu và thủ lãnh thế gian. Những việc tôi làm nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Đối kháng ấy được nhận ra, một bên là Đức Giêsu, chủ chăn nhân lành, một bên là kẻ trộm chỉ đến ăn trộm, giết hại và phá hủy. Một bên là Đức Giêsu, mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Bên kia là kẻ làm thuê, không quan tâm gì đến chiên, vì chiên không thuộc về hắn, nên khi thấy sói đến, hắn bỏ chiên mà chạy. Sói bổ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Sự khác biệt giữa chủ chăn nhân lành và kẻ trộm, kẻ làm thuê chính là sự hy sinh mạng sống. Kẻ trộm hy sinh chiên vì mình, vì kẻ trộm lấy tiền bạc, gia sản và cả mạng sống của chiên vì tư lợi, để vinh thân vì gia. Trong khi chủ chăn nhân lành hy sinh chính mình vì chiên,
như Đức Giêsu đã quả quyết: tôi hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Chính sự hy sinh của một tử nhân lành đã không để chiên bị bọn cướp bắt đi và giết hại. Chính sự hy sinh hiến mạng của chủ chăn đã cứu chiên khỏi chết. Và chính sự sống được trọn vẹn dâng hiến, hy sinh của chủ chăn quả cảm nhân hậu đã cho chiên được sống và sống dồi dào. Vâng, quà tặng lớn nhất mà Đức Giêsu ban tặng chính là sai đến trong thế giới những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. Chúa không mong ước gì ở mục tử Ngài chọn và sai đến với đàn chiên của Ngài ngoài tấm lòng nhân từ và hiền lành của chính Ngài là mục tử hiền lành và khiêm nhường tận đáy lòng. Vì thế Ngài không cần những mục tử giỏi giang nhưng hống hách, những mục tử có tài nhưng ngạo mạn, những mục tử khoa bảng nhưng thủ đoạn, những mục tử tan ban tế thế nhưng hời hợt, những mục tử trên cả tuyệt vời trong quản trị nhưng tâm hồn vô cảm, những mục tử khôn khéo nhưng tham vọng, những mục tử chỉnh chu nhưng lười biếng, những mục tử nghiêm trang nhưng băng giá lạnh lùng. Đức Giêsu chỉ mong ước các môn đệ của Ngài mang lấy trái tim mục tử nhân lành của chính Ngài. Bởi mục tử có lòng nhân từ mới có thể yêu thương, biết rõ và gọi tên từng con chiên. Mục tử hiền lành thì chiên mới nghe được tiếng mục tử và mới dám đi theo, vì biết sẽ được dắt đến đồng cỏ xanh tươi và không phải thiếu thốn gì. Mục tử có trái tim nhân hậu mới đủ sức nhẫn nại và lắng nghe những tâm sự không đầu không đuôi của đám chiên nghèo thất học. Những mục tử đầy lòng khoan dung mới có thể thấu hiểu và xót xa những mảnh đời chiên ghẻ lở đáng thương. Và trên hết, mục tử giàu lòng thương xót như Chúa Cha là đứng giàu lòng xót thương mới có thể hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Quả thực, nếu quà tặng lớn Đức Giêsu phục sinh đã ban cho thế giới là các mục tử nhân lành giàu lòng thương xót để mọi người được bình an và được sống đời đời, thì mất mát thiệt hại lớn cho thế giới cũng sẽ là sự tha hóa của các mục tử được sai đến khi các ngài không còn lòng nhân hậu, tính hiền lành, trái tim thương xót như Đức Giêsu, mục tử nhân lành, để bảo vệ, che chở, hướng dẫn và hy sinh chính mình cho sự sống của đàn chiên như lòng Chúa mong ước. Đây cũng là dịp để mỗi người tín hữu ý thức tầm quan trọng trong tính mầu nhiệm cứu độ của các mục tử được Chúa sai đến cho thế giới với bổn phận yêu mến, kính trọng, cộng tác nâng đỡ, nhất là cầu nguyện cho các vị. Lạy Đức Giêsu phục sinh là mục tử rất nhân lành, xin ban cho chúng con nhiều mục tử nhân lành, giàu lòng thương xót như Chúa Hằng mong ước. Linh mục hình bóng Chúa trong kiếp người tham dự vào chiếc thánh con Chúa Trời. Linh mục là muối ướp coi chân ai, là tinh hoa của giáo hội, ngọn hải đăng thắp trên dương trần. Linh mục người thánh hiền bao lễ vật trung thành, làm chiêng ta cho nước trời. Linh mục là đuốc sáng giữa trời đêm, dù phong dù phú vàng, một niềm tin chứng nhân muôn đời. Xin cho người tình mến không bao giờ niềm tắt, xin cho người nghèo khó
trong thánh điện. Âu mòn tròn kiếp sau cho thế trần, linh mục là dấu chân của tình thương ngàn năm qua chẳng phải mờ, diệu vời như giấc mơ thiên đường. Linh mục được thánh hoa trong thánh thần, dâng mình làm hiến lễ trong thánh điện. Linh mục người dân bước trong niềm tin, người ra đi để quy tụ thành đoàn chiên của Cha trên trời. Xin cho người tình mến không bao giờ nghiêm tắt, xin cho người nghèo khó trong trái tim thành thoát tuyệt. Hãy subscribe.